là mình dọn dẹp cái suối nước của mình nha các bạn. Từ mùa đông tới bây giờ cây ở trên nó rụng lá xuống dơ quá các bạn, nó rụng lá xuống dưới cái suối nước của mình nha các bạn. Bây giờ mình sẽ dọn xuống, mình dọn dơ đầu cho suối đi vào hoạt động mùa hè nha các bạn. Được rồi, thích sớm. Bây giờ tới hết sạch thì xong, bây giờ tới vớt nha các bạn. Bây giờ nó lọt xuống nước nhiều quá mình phải vớt bớt nha các bạn. Đây. Để nó sợ nó bị thối nước á. Mình có trồng bụi con súng này các bạn. Hồi nhỏ kia nó nở đầy luôn các bạn, hồi lớn này nó nở chậm hơn nha các bạn. Quá tươi rát rồi. Cá này nuôi được. Bỏ cá mấy con rắc cuôn nó vô nó câu hết luôn. Bên hồ kia nó nhảy đầy luôn rồi đó. Thấy ở bên đây bớt bên kia nó không có chỗ, nó nở luôn. Ba cái đá nó sạt xuống hết. Mình coi anh chắc nó lại. Thank you.
còn miếng nữa không nhớ thôi vậy cái okay. Thôi làm đứt nhé. Anh lại đem bên kia thả qua có gì đâu. Hả? Đem bớt xuống bên kia thả. Em đâu lấy đâu. Đây mình có một cây maple leaf được 3 tuổi rồi nè các bạn, xanh xê không các bạn. Cái thông mà ông xã của mình tự trồng tỉa nè các bạn, để nó có được hình dáng như thế này. Này sắp chuẩn bị sắp tỉa nữa rồi các bạn. Nó ra tầm sau một cái mùa đông này các bạn. Rồi, bây giờ cái suối của mình nó đã được sạch rồi. Chuẩn bị cho nước chảy xuống rồi. Đây, nguồn nước từ từ sẽ chảy ra như các bạn. Lâu quá không xài. Ủa sao nó mất à? Nghe rùng rợn sao nó không lên vậy? Lâu quá không có mở chứ nó bị nghẹt rồi. Có. Ok, chảy ra rồi nè. Này dọn dẹp sạch sẽ. Mình trồng xem từng nước, các bạn có biết từng nước không các bạn? Sáng rất là thơm các bạn. Nhưng mà mình trồng cái nước thì cái thơm nó sót hơn, ăn rất là ngon các bạn. Anh phải dớt lấy cái vợt, dớt ở bên này mới anh dớt quá. Rất là thích cái thành quả được của mình đó các bạn. Đều đúng không? Chứ sao? Chứ sao? Nó nổi rồi, thấy chứ nổi.
Cái bên góc bên đây nè. Trên vườn cưới này có hai nhánh cây xa, chắc mình phải cắt quá các bạn ơi, tại vì nó che phủ hết. Okay.